Thời gian đầu thiền tập của chúng ta là chúng ta tập an trú trong ba pháp. Đó là cảm giác dễ chịu của thân tâm, rõ biết trước mặt và tỉnh giác. Chúng ta thường xuyên kiểm tra ba pháp này. Cảm giác dễ chịu, ngọt ngào của thân tâm. Thì chúng ta thấy trong mình đang có sanh khởi pháp này. Thì chúng ta thể nhập sâu vào trong pháp này. Tức là chúng ta xem lại cảm giác dễ chịu của thân tâm đang có mặt. Và chúng ta cảm thọ sâu sắc ngay chỗ đó. Và từ đó cho tỏa ra khắp toàn thân sự dễ chịu, lắng dịu, ngọt ngào của thân tâm, kết hợp với rõ biết trước mặt và tỉnh giác, để chúng ta luôn ở trong pháp này với thực tại chứ không ở trong đam mê. Cảm nhận gương mặt và cảm nhận sự dễ chịu của gương mặt. Xem lại cảm giác toàn thân ngay trong giây phút này. Xem lại nhãn thức, nhĩ thức, thân thức. Ý thức. Tiếng nhạc vừa rồi để lại cảm giác gì? Xem lại cảm giác đang để lại của tiếng nhạc vừa rồi. Thọ tưởng gì khởi lên sau tiếng nhạc vừa rồi? Thọ tưởng gì khởi lên trong tiếng nhạc vừa rồi? Hành hoạt động như thế nào? Bây giờ cảm thọ vừa rồi còn an trú hay không?
Tiếng chuông nó làm thay đổi cảm giác vừa rồi như thế nào? Sao thế? Cô Phi nguyên tiến trình nãy như thế nào? Nhớ gì nói nữa đó, thấy cái gì nói nữa đó. Từ nãy giờ trong cái pháp ngồi thiền cô làm gì? Phải qua những cái động chuyển con tạo ra đó. Cô có xem lại cảm thọ rồi, không có nhận ra được những cái sự thay đổi cảm thọ trong mình phải không? Ừ. Mà có hỷ lạc không? Có yên tĩnh. Chú Vinh. Có cảm thọ an lạc trong cái không gian yên tĩnh ở đây và cảm nhận thấy cái sự yên lặng của mọi người, cái sự biến chuyển trong thân và tâm thì nó bình thường, thời gian nó cũng không biến chuyển nhiều. Còn lúc mà cuối cùng nghe cái tiếng bài ca nó thì nó hơi khó chịu, phải nó giống như cái bài tiến hành quân ca tiến hành, thành ra đến lúc mà hai nghe hai cái tiếng chuông kế tiếp đó, thì thấy nó trở lại cái an lạc của thân tâm. Cũng muốn hỏi gì thêm không? Vậy thì khi nghe cái tiếng nhạc đó nó chưa có tưởng không? Có những tưởng Tưởng gì lúc đó? tưởng thấy một cái ồn ào của một đám đông nó hùng dũng, mà nó hùng dũng xua lên các thứ cả, những cái đó mình thấy mình không vỡ an ổn lắm, thấy nó hơi khó chịu. Rồi khi thấy cái khó chịu đó thì chú như thế nào? Thì thấy khó chịu đó thì cũng phải kham nhẫn vậy thôi, chịu đựng cũng kéo. Nhưng mà cho đến cái lúc mà nghe cái tiếng chuông thứ nhất rồi sau đó tiếng chuông thứ hai, thấy cái tâm thần của mình nó yên lặng trở lại, nó an ổn. Đó. Tạm để nó đi chút xíu sao. Chú Quang Pháp. Trong lúc này thì lúc đầu thì chú cũng có cảm giác dễ chịu, yên tĩnh, cái không gian tĩnh lặng. Và từ lúc nghe cái bài nhạc có Phật nghe lên đó thì nó có hai cảm giác. Cảm giác đầu tiên là cảm giác vui nhẹ nhàng, bởi vì cái nhạc này có nhạc vui, do cái âm hưởng bài nhạc. Nhưng mà kế đến thì nhận ra là đây là bài tiếng muôn hành thì lại có cái cảm giác khổ họ, tại vì cái tưởng ngay tới một đoàn quân đang lên đường ra chiến trận, à chiến tranh thì không có gì hay ho hết, không có gì mà tốt hết, là có một cái cảm giác gì nè của cái khổ thọ. Nhưng mà mình cũng biết đây cũng chỉ là những cái âm thanh thôi, nó không phải sự thật. Thành ra chú trở lại cái trạng thái ban đầu và cái tĩnh lặng và cái vui nhẹ nhàng. Vậy lúc đó tưởng hành như thế nào? Thì tưởng tưởng lúc đó tưởng thấy đồng đang đang
một số người hồi đang chuẩn bị chiến tranh thì có cái tưởng tưởng tới đồng quân đó, rồi có cái tưởng tới những cái cuộc chiến tranh trên thế giới mà mình đã từng biết qua. Chạy dữ Nó vậy đó. đi lại lắm. Cái đó cái hành thì chúng ta cũng cái tưởng nó đưa tới cái hành hành nghĩ tới những cái chuyện đó Đó thì cũng là khi tưởng luôn đó. nó cũng Tưởng này nó sang cái tưởng kia. Nhưng lúc đó là cái dòng tâm ý của chú có nói cái gì không? chú chị em chú không có không có nói gì mà chị có cái cảm giác không có không được vui, tại vì chiến tranh thì không có gì vui hết. Nhưng mà chỉ là cái gì rất là nhẹ nhẹ phớt qua thôi, tại vì chú cũng biết tất cả những cái đó chỉ là những cái tưởng của mình thôi. Qua cái lời cái tiếng nhạc chú quay trở lại cái trạng thái tâm tĩnh lặng của mình trước. Thì đó là những cái bài tập mà con đã đưa vào trong những cái buổi ngồi thiền như vậy, thì chúng ta mới có thể kiểm nghiệm lại, nhận diện lại cái nội tâm của mình, mới có thể nhìn sâu vào trong cái nội tâm của mình. Khi gặp duyên, khi gặp cảnh như vậy á, thì nó đã được kích ứng và hoạt động như thế nào? Nó đang ngồi yên vậy thôi à, mình mở lên một cái chúng ta thấy chúng ta chạy lẹ không? Nó thể hiện cái gì? Sự động chuyển trong tâm của chúng ta còn rất là mạnh, sự hoạt động của hữu lậu trong tâm chúng ta còn rất là mạnh. Nó biểu lộ ra cái điều đó đó. Và cũng qua những giây phút rồi ngồi yên như vậy để nhìn lại, thì chúng ta có được một cái cơ hội tập nhận diện cái trạng thái tâm của mình trong cái sự động chuyển đó. Anh Trương. Dạ, tôi thì không nói hay như mấy bạn tu đi trước, những bạn đầu tu đi trước, tôi thì chỉ nghe cái nhạc đó thì tưởng nó bắt đầu nó ở trong đó luôn, ở trong cái nhạc này bao nhiêu lâu rồi cũng không có nghe cái nhạc này. Nghe cái nhạc này thì không phải là cái nhạc mà mình thường nghe, nghe nó ở trong đó luôn, nó không có ra, không có ra được, không có trở về được. Tới lúc mà nghe tiếng chuông đó, đó là cái tưởng nó mới bị tiếng chuông đó mới trở về cái thực tại. Cái hiện tại có mấy cái nó mới cắt chức được. Cái phương thứ nhì Cũng vậy là sao? thì nó cũng chéo mình về ở hiện tại, không có trong cái ý thức của mình nó phóng rồi. Cái ở luôn trong cái tiếng nhạc đó là anh có thể nói rõ hơn chút không? Cái nhạc đó là thì nó không có cái nhạc mà Không sao, không chưa sao. nghe Nhưng mà anh nhìn thấy là cái tâm anh nó bị dính luôn trong đó, phải không? Ừ. Vậy là cũng đã tốt rồi. Mặc dù là nó chưa có được thấy viết chính xác, nhưng mà cũng thấy được như vậy là tốt rồi đó. Thì đó cũng là cái cơ hội mình nhìn thấy đó.
Chứ mình không có cái buổi thiền này và không có cái tiếng nhạc này thì làm sao nhìn thấy được cái trạng thái đó của mình, đúng không? Không ra nó không có ra, không có gì, không có gì để Nó bị kết dính trong đó. Rất là tốt. Nhờ cái sự thực tập như vậy mình mới nhìn ra cái trạng thái kết dính đó của tâm. Thì cái tâm chúng sanh nó đi trong sanh tử là do những cái sự kết dính như vậy đó. Nó dính chặt vào trong những cái sắc thanh hương vị xúc pháp mà mình được nhìn thấy. Nó ám ảnh ở trong đó, kết dính vào ở trong cái nội tâm của mình. Thành ra khi mà mình mất đó, thân này thì nó hoại diệt nhưng mà nó tâm này nó đã bị kết dính như vậy rồi. Bị ám ảnh, bị kết chặt như vậy rồi, thành ra sao nó đâu có yên được. Thì nó sẽ ngấm ngầm, nó sẽ mê man đi theo mà những cái nó đã được kết dính ở trong đó. Rồi kết hợp với lại cái nghiệp của thân hành, khẩu hành, ý hành nữa. Thì nó sẽ đẩy đi đến những cái cảnh giới mới, những cái đời sống mới tương ưng đó với những gì đã được mình sống. Do cái sự kết dính đó đó. Anh hiểu không? Bây giờ anh hiểu chưa? Rất là tốt. Để có một câu hỏi thì xa hơn vấn đề này là khi mà ai cũng có bệnh là bệnh mà khi mà lớn tuổi mà mình bệnh nhiều á thì lúc mình bệnh á thì tâm mình nó bị cái bệnh nó lôi cuốn, nó đi kéo tới sợ hãi, lo đủ thứ chuyện, cho nên mình làm sao để thoát cái trạng thái. Thì bây giờ á, là khi mình chưa có ở trong cái tình trạng đó, mình phải tập. Mình phải tập là mình phải tập cái trí tuệ về tự thân của mình. Và trong cái trí tuệ về tự thân, mình luôn luôn biết những cái đang có mặt đối với thân và tâm này là những cái không phải là mình. Phải thấy trước. Rồi mình phải biết cái điều đó nó là những cái do cái duyên là vô minh, do cái sự kết dính hồi nãy đó. Nó mới tạo ra cái thân tâm này. Thì bây giờ nhìn thấy mình đang có thân như vậy, có tâm như vậy, có thọ tưởng hành thức như thế này, mình phải tập xem những cái này không là mình. Và mình phải tập không có để cho tâm của mình bị dính mắc, bị chi phối bởi những cái này. Phải tập từ bây giờ. Rồi đến những khi mình bệnh như vậy á, mình mới có được những cái vốn luyến đã được tu tập trong tâm. Mình mới có cái sự đầy đủ, cái sự hiểu biết, quán chiếu và không có dính mắc ở trong đó. Cho nên phải tập từ bây giờ là như vậy đó. Rồi nếu mà bây giờ mình không tập được cái trí tuệ đó thì khi gặp những cái đó đó thì mình sẽ phải dính mắc kết dính thôi. Và anh đã thấy được cái trạng thái kết dính tâm của mình rồi, hồi nãy là đúng hay không? Mặc dù anh thấy nó chưa rõ nhưng mà anh nhìn thấy được cái điều đó nó dính ở trong đó. Anh nói được câu đó là em đã hài lòng rồi. Mặc dù là chưa có rõ ràng nhưng mà nhìn thấy được cái sự dính vào trong đó là đã tốt rồi. Không? Nếu mình không có những cái buổi thiền tập với cái sự thực hành như vậy làm sao mình thấy được điều đó? Thì nhìn thấy được như vậy đã là xứng đáng cho những ngày anh đến học ở đây rồi đó. Rồi, tiếp. Cô Ngọc. Thế mà nói bây giờ thì ngồi thì cũng có cảm giác toàn thân cái sự an tịnh của thân, cái sự an lạc của tâm, và an tịnh của tâm và cái an lạc của thân, cũng như cái sự an tịnh của cái không gian, mình thấy nó rất là nhẹ nhàng. Và cũng đồng thời cũng như là niệm tất cả những cái gì xảy ra, tất cả nghe là cái gì đó mà mình không có dính. Thì khi bởi vì khi có cái tiếng chuông thì mình niệm nghe, rồi có cái tưởng, rồi có âm thanh, có một cái gì đó nó trong cái đầu, mà những cái âm thanh, những cái chuỗi âm thanh nó đi, nó nổi lên, nó dứt và nó đi. Xong rồi cái khi mà bị cái nhạc nó nổi lên thì hơi hơi bị giật mình một tí, cái lúc đầu bị giật mình, nhưng mà cái đó thì mình cũng nghiệm là mình nghe,
xong rồi mình chỉ đi theo cái âm thanh thôi, chứ không không bị cái tiếng nhạc nó kéo theo cái tiếng nhạc đó, chỉ đi. Rồi khi cái âm thanh nó dứt, nhưng mà cái tưởng nó vẫn còn, cái tưởng của cái âm thanh nó vẫn còn kéo dài chút xíu nữa nó mới hết. Chứ còn cái hành thì mình không có bị xáo trộn bằng những cái đó, thì mình vẫn tiếp tục rõ biết những cái đó rồi. Còn cái thọ của âm thanh đó, cái thọ thì hồi lúc lúc bị giật mình nó thì hơi khó chịu một chút xíu, nhưng mà khi theo dõi nó thì mình thấy nó bình thường, không có cái không có bị xáo trộn, không có bị gì, chỉ nghe thôi, chỉ nghe là nghe thôi. Tất nhiên là việc mình thấy có sự khó chịu mà sau đó có để ý tiếp là cái sự khó chịu đó tồn tại đến bao nhiêu lâu rồi mất hay không? Nó chỉ một chút xíu thôi, rồi khi mà mình theo dõi, mình niệm cái nghe thì nó mất. Niệm cái nghe là niệm như thế nào? Tức là mình theo dõi cái tiếng động, cái nghe nó đi, có cái tưởng, có những cái âm thanh nó nghe đi, chuyển tới nó dứt, nó dứt tới dứt là nó, cái chuỗi âm thanh nó đi, chỉ là cái tiếng động thôi. Như vậy cái lúc đó là đang theo dõi âm thanh, đang theo dõi âm thanh, rồi cái thọ lúc đó thì cũng không có bị xáo trộn, không có rất yên, cho không có bị không có khổ, không có lạc gì hết, chỉ là bình thường thôi. Chỉ có cái ai hướng dẫn cái sự theo dõi âm thanh trong lúc đó, có cái sự rõ biết của mình thôi. Tại sao có pháp hành theo dõi âm thanh? Rất là tốt trong cái sự tu tập của cô, nhưng mà về cái vấn đề đó là cô vẫn còn chưa có sáng tỏ, mà cũng là đã bị lệch rồi đó. Biết lệch chỗ nào không? Đúng rồi, lúc đó phải làm gì? Đúng rồi, lúc đó làm gì Thảo? Rồi sao nữa? Đúng vậy. Chứ đâu kêu theo dõi âm thanh làm gì. Mà khi có âm thanh khởi lên là phải quay về theo dõi cảm giác của toàn thân, mà trú trên cảm giác toàn thân, chứ không cần để ý đến cảm thanh. Vậy mới là định tâm trên thân đó. Cứ thấy được cái lệch của pháp hành chưa? Trạng thái tâm lúc đó là tâm gì? Hướng nội, hướng ngoại? Ừ. Theo đuổi sáu trần. Nhưng mà tâm có cái sự yên, tưởng không có phát tán, không tưởng tượng thêm, vậy là tốt rồi. Và biết nhận diện được cái tưởng đó, sau khi âm thanh nó dứt, cái tưởng đó, tưởng về tiếng nhạc nó vẫn còn tồn tại một hơi nữa rồi mất, thì rất tốt, nhìn nhận rất là tốt. Nhưng mà pháp thực hành kia thì là sai lệch. Cái quan trọng phải là hai bên, cái quan trọng phải biết mình đang hành cái gì, hành như thế nào, trạng thái tâm đó là hướng nội hay hướng ngoại, pháp hành đó có chính xác hay là không. Khi tiếng nhạc trở lên như vậy, thấy có sự giật mình là bắt đầu quay về quan sát cảm giác luôn, an trú trên cảm giác toàn thân và quan sát sự động chuyển cảm giác, sau đó định tâm trên thân. Mình tiếng nhạc kéo dài đến chừng nào đó, chuyện của nó không quan trọng, không cần phải theo dõi nữa.
Thành ra trong khi cô đang nói về điều đó, cô không thấy cô nói về cảm giác lúc đó. Tại vì sao? Vì tâm cô đang hướng ngoại. Theo dõi làm gì? Theo dõi cái tâm mình đang sanh diệt như thế nào? Chị Thảo. Hồi nãy lúc ngồi thiền thì chỉ có một chút thị thọ, nhà thân thì rất là yên lạc, thị thọ thì rất là ít. Lúc mà em đến tiếng chuông thì cái hành cái chị không có cảm thọ gì khác, thì chị vẫn trú trong cái là thọ, nhưng mà cái hành thì nó nói chuyện, nó nói là không biết có phải là xả thiền chưa, nhưng mà chị vẫn nói là thôi mà yên đi, thì chị vẫn tiếp tục trú trong cái là thọ. Khi mà nghe tiếng nhạc lúc mới bắt đầu thì nó hơi nhỏ nhỏ, thì chị thấy anh Quan Pháp cầm cái điện thoại như vậy, thì cái hành chị nó nói chuyện, nó nói là sao anh dám nghe điện thoại. Thì sau đó thì cái tiếng nhạc nó lớn lên, thì chị vẫn thấy cái thọ của chị thì chị vẫn có an lạc, nhưng mà cái hành nó hoạt động. Thì khi mà cái tiếng nhạc nó lớn lên thì chị nghe chị có cái tưởng là một cái những người ta đi diễn hành, rồi cái hành nó nói là chắc là em đang muốn bật pháp cho nghe thì có nên xả thiền không. Thì chị nó lại nói là thôi mình tiếp tục ngồi trú trong cảm giác toàn thân, thì chị tiếp tục trú trong đó. Thì sau đó em nhấn chuông hay em làm cái gì thì cái tâm của chị vẫn ở trong cái thọ rạc mà không có bị ảnh hưởng. Tâm ở trong cái thọ lạc hay là thọ ấy? Thân ở trong thọ lạc. Ở cái thân trong thọ lạc. Và không có bị ảnh hưởng. Không có bị ảnh hưởng, không có cảm thấy vui hay buồn hay khổ hay bức xúc. Cái tiếng chuông, khi nghe tiếng nhạc rõ hơn thì cảm thọ lúc đó như thế nào? Khi nghe tiếng nhạc rõ hơn thì có một cái cảm thọ nó hơi hứng, nó hơi vui, nó phấn khởi, phấn chấn, mà rất là nhỏ, rất là nhẹ. Tại vì lúc đó thì cái hành của chị nó nói chuyện, nó nói là chắc em muốn bật pháp mà để sắp tấn mấy mấy chú anh chị. Đưa ra chút xíu. Vậy lúc đó rồi chị cái hành nó nói là có nên xả ra không. Thì nó nói là thôi tự trú trong cảm giác này, thì chị tiếp tục chị đang trú trong cái thòng này thôi. Rất là tốt, nhìn được trọn vẹn cái trạng thái tâm của mình rất là tốt. Và có những cái tưởng mập mờ thì chị vẫn chưa nhận diện ra. Có cái tưởng là khi mà nghe tiếng nhạc lớn lên thì chị thấy cái tưởng giống như một cái đoàn diễn hành vậy thôi. Còn ngoài ra những cái tưởng mập mờ khác thì không có nhận ra. Xin hỏi cô, trong trường hợp này thấy cái vấn đề ý hành đó, nó kéo hơi dài từ đầu đến cuối ấy, chứ không phải là cái tâm nó xa ra, rồi những các cái việc nó tới, rồi các cái biến cố hay các cái sự cố nó tới đó, lúc nào nó tới nhỉ? Mà đằng trong thì lúc bây giờ cái tâm nó sẽ có cái phản ứng, ở đây thấy từ đầu đến cuối toàn là có cái sự âm nói chuyện âm thầm trong tâm.
là ý hành gì đó. Thành ra cái ý hành đó nó bàn trong cái chuyện này rất nhiều á, đầu đến cuối á, chứ nó không có dứt ra. À, không, nó cũng có rất là nó im rồi thôi, nó nói thôi. Nhưng mà nhìn ra được từng cái dòng tâm ý của mình, những cái dòng ý hành nó khởi lên như vậy nhìn thấy được là tốt. À, nhưng mà cái dòng ý hành của chị thì có thật, có khởi hơi nhiều. Ừ, mình biết được là cái quan trọng rồi. Dũng. Lúc đầu ngồi yên tôi cảm giác là chỉ họ tâm là họ tâm, lúc sau đó rồi nghe cái nhạc thì chứ chứ cái nhạc thì nó yên lặng tâm là Sao khi nghe tiếng nhạc thì sao? nghe nhạc này thấy cảm thấy tâm phấn khởi hơn, nó có tưởng tưởng lên chính trạng gì cái quan hệ, nhưng mà nó khởi lên chút là biết cái này là vô thường, cái này là không thật, mình chờ cũng chờ cảm giác toàn thân rồi tâm nó cũng tỉnh giác. Cho đến khi đi nghe hai tiếng chuông sao thì dẫn gì Ừ. Tuy nhiên có nhìn thấy được cái sự động chuyển của thọ khi nghe tiếng nhạc không? thấy thấy cảm thấy như không thọ sự dễ chịu mà có hân hoan. Là tưởng đến ra chiến trận. Xíu rồi chút xíu chừng chắc chừng mấy giây cái này nó cười Ừ, tốt, có sự quán về sự yêu thương của nó là tốt. À, chị Thủy. chị thì chị vừa mới ngồi xuống thì chị thấy là ảo cái lạc thọ của thân và cái hỷ thọ của tâm, nó cái lạc thọ của thân nó chân chạm trước. Nó dâng lên mạnh quá đến mức độ mà chị muốn cười thì là lớn, thành ra em lúc đó em nói là cảm giác gương mặt của mình, thì chị thấy cảm giác gương mặt của chị nó đang nở một nụ cười mạnh lắm, mà chị lúc đó chị rất là tỉnh. Tất cả những gì mà em nói quay lại từng cái thọ của mình như thế nào, cái từng cái hành như thế nào, thì chị thấy nó trong sáng, nó vô cùng. Tại vì chị không có, chị nhìn thấy cái thọ lúc đó chị an trú vô trong cái lạc thọ của thân và cái hỷ thọ của tâm, chị trú vô trong đó. Khi mà tiếng nhạc lên thì chị biết tiếng nhạc lên, nhưng mà chị không để ý tới tiếng nhạc, và chị cũng không để ý đến tiếng chuông đánh đắng, mà chị chỉ an trú trong cái sự lạc thọ của thân và tâm, hiện thọ của tâm của chị. Chị thấy lạ quá, nó trong sáng mà nó nhẹ nhàng lắm, không biết nó làm sao nữa, mà chị thấy nó là như vậy, mà chị muốn cười, mà chị cười trên cái gương mặt của chị á, chị chịu không nổi luôn á. Rồi lúc mà cuối cùng hết em đánh xả thiền á, thì chị mới nở hẳn một nụ cười ra, nhẹ một chút để cho hàng lắm, nhưng mà chị thấy lúc nào nó cũng giống như là an trú trong cái đó, chị thấy nó nhẹ nhàng mà nó trong sáng những cái gì, chứ là thấy rõ ràng là thọ tưởng hành và thức rõ ràng, mỗi cái một cái rõ ràng là như vậy. Rồi lúc đó chị mới cái chị mới khởi lên cái thành của chị khởi lên, chị quán tâm từ, thì chị quán cái bài bài mà tâm từ bằng tình thương của em nói đó,
Thì cái bản thân tình đó xong chị trải rộng ra những cái đó. Thì chị lúc đó chị theo dõi thân tâm của chị thì chị thấy chị trải hết cái nạp thọ của thân và kỹ thuật của tâm linh toàn trên cái cơ thể của chị. Ý hạnh lúc đó là an tịnh không? Ý hành là an tịnh. Tưởng lúc đó. Lúc đó chị không có tưởng, tại chị an trú hoàn toàn trong cái đạt thọ của thân và cái hỷ thọ của tâm, cho nên chị không có tưởng, mà chị cũng tức là chị rõ biết tất cả mọi chuyện mà nó đang xảy ra, mà chị chỉ an trú trong mọi sự đạt thọ của thân và hỷ thọ của tâm chị vậy đó, Và suốt buổi luôn hả? suốt buổi. Cái tưởng chính là cái bóng dáng của cái hỷ lạc đó, đó là cái tưởng rất là vi tế. Thì cái bóng dáng hỷ lạc trong thân tâm chị đó là tưởng, nhưng mà tưởng này rất là vi tế, không phải dễ thấy. À, nhưng mà vì lúc này là chị chỉ có thuần cái tưởng này thôi, cái hình bóng này thôi, ý hành nó an tịnh và cảm giác hỷ lạc và hỷ của chị nó mạnh, nó dâng lên cho nó mới muốn làm cho cười. Trạng thái thọ của chị mạnh nhưng mà nó thuần trong cái hỷ lạc, một tưởng và hành an tịnh, cho nên là thức trong sáng. Mà được cả buổi như vậy là rất tốt, rất tốt. Rất tốt. À, anh Thanh Đức. Dạ, lúc đầu đó thì lúc mới ngồi xuống đó, thì tâm nó cũng yên, mà nó yên một hồi thì cái chân nó đau quá đi, thì tâm Đức mới quán là cái đau này cũng là cái pháp duyên sanh, thì nó cũng theo duyên nó sẽ đoạn diệt. Rồi tâm thức trở về cảm giác toàn thân thì cũng thấy cái hỷ thọ, cũng thấy rồi cái tiếp đó, sau đó tới cái tiếng mà chị Phương để nhạc đó, thì cái thọ nó khó chịu liền, nó khó chịu liền, nó tưởng tới cái nhạc này ở Việt Nam mà như tâm thức cũng nghe rồi, trong một cái bài chị Phương có để trên đấy. Cái hành đó nó nói cái này thấy rồi ở trong mấy bài du tiếp, rồi xong cái tâm đức dòng trở về cái cảm giác toàn thân lại, thì sau đó tiếp tục đó là tiếng chuông chị Phượng thì nó thấy dễ chịu, nó thấy dễ chịu, thì cái hình dáng cái tiếng đó là mình thấy cái tiếng chuông, mà lúc đó cái hành ý hành thì nó im, nó không có nói gì hết. Rồi tiếp tục ngồi đó, hồi nó cũng đau, nó đau cái chân lại, thì tâm đức cũng quán lại giống hồi nãy, thì nó nhẹ đi rồi. Này, sau khi mà cái tiếng nhạc nó dứt thì cái thọ nó như thế nào? Cái thọ thì nó rất là lẹ, cái cảm giác nó khó chịu, cái tiếng thọ đó, cái tưởng nó khởi lên là mình biết cái nhạc này rồi, cái hành nó xong là nó làm như nó tự động nó quay về cái cảm giác toàn thân liền, mình chỉ khởi mình nghĩ về cái nhạc đó thôi, rồi nó trở về cái cảm giác toàn thân thì nó trở lại bình thường, cái tâm mình thoải mái, cái thân mình thoải mái, cái tâm mình nó cũng thoải mái. Nó có nhã rồi hết không? Dạ nhã hết, là có nghĩa là chớp nhoáng là khi nó khó chịu cái tưởng cái hành nhạc Việt Nam rồi thôi, là nó buông luôn. Nó không có tưởng tượng gì cái trận chiến gì ra quân vậy. Không không nó bị cắt liền, nó bị cắt liền là mình biết là cái nhạc là Việt Nam, nghe đó rồi cái hành đó nó suy nghĩ tới cái nhạc thì cái bài chị Phượng nói hay gì đó ở Việt Nam, còn chỉ có mình có đã nghe rồi vậy thôi, là sau đó là nó ngắt luôn. Rất là tốt. Như vậy đó là một cái vừa rồi chúng ta có một cái bài tập, và qua cái sự thực tập đó để chúng ta nhận diện lại cái nội tâm của mình. Mà vấn đề là vì chúng ta còn trú trên cái cảm giác toàn thân chưa có sâu sắc và chưa có khéo an trú, cho nên là chúng ta thấy là trạng thái tâm của chúng ta
vẫn còn động khá nhiều khi mắt thấy tai nghe. Tại vì sao vừa rồi chị Thủy nghe tiếng nhạc mà chị không động dính mắt trong đó? Sao? Rồi sao nữa? Đúng rồi. Ăn trú mạnh trong đó. Mà trong sự tu tập này hồi nãy con cũng nhắc chúng ta đó, là thường xuyên an trú trên cảm giác thuận thân là một, tác ý về hỷ lạc, hỷ lạc biết rõ mình đang có một sự tu tập theo đúng chánh pháp như vậy, được nhìn thấy pháp bằng trí tuệ, tâm khởi lên cái niềm hoan hỷ khi thấy mình đang thực tại không có bị năm cái triền cái, không có dục ái tham sân si ở trong đó, nhìn thấy pháp an trú được trên cảm giác toàn thân. Hạnh phúc này là hạnh phúc mà trong 1.000 người tìm ra vẫn rất là khó. Chúng ta phải hiểu, phải ý thức những cái hạnh phúc, những cái phước duyên lành mà chúng ta đang có, để chúng ta sanh lên cái hỷ lạc. Và hỷ lạc đó sanh khởi, chúng ta hãy tập an trú vững chắc trong đó. Nó sẽ giúp chúng ta đào thải những cái sân khí trong người. Cảm giác hỷ lạc càng nhiều, càng dễ chịu chừng nào, thì những cái cảm giác của những cái tập khí nóng nảy, sân hận, bực bội, cáu gắt của chúng ta, nó sẽ được đào thải. Thành ra là bước đầu là chúng ta phải nhớ tu tập và an trú sâu sắc trong cái pháp này. Không phải biết để mà chơi. Pháp này nó là một cái liều thuốc để trị những cái sân khí tiềm ẩn trong tâm. Là chúng ta nhớ ha. Thường xuyên tác ý như vậy để mình luôn luôn có thể được an trú trong cái hỷ lạc dễ chịu ngọt ngào như vậy, thì những cái dục mà tạo ra những cái bức xúc khó chịu trong người, nó không yên trong người, nó sẽ được đào thải. Những cái sân nó sẽ được đào thải. Đó là cái mục đích của tu tập về cái hỷ lạc của ly dục đó. Đâu phải chúng ta học cái sơ thiền để biết vậy thôi, để làm vậy thôi. Mà nó phải có một cái tác dụng gì đó, Đức Phật hướng dẫn cho chúng ta thực hành. Mà chúng ta không thực hành thì có một cái loại bệnh trong tâm mà chúng ta không có đào thải được. Thành ra một cái pháp hành là để trị một cái bệnh. Là chúng ta phải nhớ vậy đó. Rồi một cái khúc nhạc khởi lên mà chúng ta thấy không? Sự thọ nhận của mỗi người trước cái khúc nhạc đó là khác nhau. Có người cảm thấy dễ chịu, có người cảm thấy khó chịu. Có người chỉ động chuyển nhẹ, có người động chuyển mạnh. Và có người không động chuyển trước đó. Đó là thọ đó. Họ nhận cái tiếng nhạc đó đó. À, chúng ta hiểu ha. Rồi cũng một cái nghe đó, mà sao trong cái thọ nhận đó rồi thì sao? Sanh khởi những cái tưởng khác nhau. Người tưởng vậy, người tưởng khác. Và qua những cái điều đó cũng nó biểu lộ là tâm của chúng ta đã động trước cảnh, trước cái âm thanh, tâm chúng ta đã dao động. Động mạnh hay là động nhẹ chính là chỗ chúng ta nhìn lại mình trong những cái giây phút đó. Và coi cái cách của mình an trú tâm khi trường hợp với tiếng động nó diễn ra, mình đã an trú tâm như thế nào, mình tu tập như thế nào. Khi một cái âm thanh như vậy khởi lên là chúng ta phải quay về cảm giác là toàn thân mà nhận diện ra liền, cảm thọ trên thân mình có thay đổi hay không trước cái tiếng động này. Dĩ nhiên là đi đến được cái giai đoạn này nó cũng phải là cả một quá trình tu tập chứ không phải không. Sau này trong những buổi thiền của chúng ta, có thể con sẽ tạo ra
những bài tập tương tự như vậy để cho chúng ta giải. Chứ mà để chúng ta ngồi im hoàn toàn thì về nhà ngồi cũng được mà, đâu cần ngồi chung với con. Ngồi chung với con nhiều khi chỉ cần 15 phút thôi cũng đủ rồi. Nhưng trong 15 phút đó biết những gì cần phải làm trong một buổi thiền. Rồi về nhà chúng ta có thể ngồi thiền 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng tùy chúng ta. Nhưng khi đó chúng ta biết phải làm gì trong buổi thiền đó. Thì đợt này con về con cũng có cái suy nghĩ là phải nỗ lực ráng làm sao mà lớp chúng ta phải đi vào, phải thể nhập vào dòng pháp này, phải thể nhập vào chánh kiến. Còn phải ráng nỗ lực để hỗ trợ cho chúng ta, để giúp cho chúng ta, để cùng với chúng ta, để sắp tấn chúng ta, để cố gắng được, phải thể nhập được điều đó trong cái khoảng thời gian mà tu học sắp tới và ngắn nhất của chúng ta. Làm sao chúng ta phải thành tựu được một cái chân đứng mạnh mẽ, vững vàng, vững chắc trong dòng pháp này. Thời gian thì rất là vô thường, rất là vô thường. Vì vậy mà nãy con đã nhắc nhở chúng ta rằng là cảm ơn vô thường đã để cho chúng ta yên trong 3 tháng vừa qua và đang vẫn còn cho chúng ta được gặp lại nhau. Cuộc sống của con á, thường con không có nghĩ cái gì xa hết. Tại vì sao? Vì con luôn thấy vô thường có thể đến bất cứ khi nào. Vì ai đảm bảo ngày mai con còn thở, con còn sống? Ai đảm bảo ngày mai ở đây chúng ta vẫn còn đầy đủ những con người như thế này? Không có cái gì đảm bảo cho điều đó hết. Nên lúc nào cũng vậy, cũng phải thấy được cái vô thường đó. Phải cố gắng nỗ lực tối đa tu tập trong cái pháp này, xâm nhập trong cái pháp này, thể nhập trong cái pháp này. Hãy cố gắng tìm được cho mình một chân đứng vững vàng trong pháp này. Đừng có dao động nữa, đừng có chao đảo nữa, đừng có hướng ngoại tìm cầu nữa. Ngay trong cái tâm này, ngay trong cái giờ phút thực tại này, quay về trực diện nhìn ra, nhiếp phục và làm chủ nó. Ngay trong từng giây phút thực tại, pháp này đã đầy đủ rồi. Sự tu tập chúng ta ngay đây là đầy đủ tất cả rồi. Hãy đón lấy cơ hội, hãy chụp lấy cơ hội, hãy nắm thật kỹ cơ hội này. Và sẽ vững trú trong chánh pháp này. Chúng ta xem lại chút xíu khúc nhạc vừa rồi là nhạc gì nha. Để mà tưởng tượng nào là ra chiến trận rồi, chiến tranh gì. Nghe kỹ cái lời nhạc nha. Coi lại cái thọ luôn. Tên anh vào từ khi soi sáng đời đời, dù gian muôn gian nan, hoặc gần ta tiến tới. Ta kết đoàn tiến lên đạo Phật Việt Nam. Cái âm liệu thì nó giống. Vâng. Thế nên là tiến lên mà đạo Phật đang là tiến lên mà đem ánh đạo đi rải khắp muôn nơi mà. Dù cho ngàn muôn gian nan nè không vẫn tiến lên để xây dựng đạo Phật. Trời Việt.
bao nhiêu buồn trong rồi. Đêm tình thương hòa hợp của đời cho ngàn năm về người yêu thương tha cho. Như đóa sen nồng rạng hương, luôn thắm tươi vì muôn người. Quyết tâm sống thành tạo chân đời, cô bồi thêm hết mình cho nhau. Mau đi xa chân luôn đi tới biển xa. Ta tiến đoàn tiến lên đạo Phật Việt Nam. Tiến lên quyền sông, xây sông núi quê hương. Hòa bình trên thiên ta, hòa bình trên thế giới. Nước Việt ngày càng thêm sáng người đại thương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni trong ban quản điện, kính thưa quý tăng ni sinh và thưa toàn thể chư thiện nam tín nữ Phật tử tham dự pháp hội sáng hôm nay, thể theo chương trình thì sẵn cũng giới thiệu với chúng ta, đây là sư Thích Giác Hoàng, ngài là đại đức tiến sĩ, là chánh văn phòng Học viện Phật giáo Việt Nam. Và phải nói cũng là một cái duyên lành của cái đợt về kỳ này là con đã được gặp sư. Và từ sư, sư đã giúp đỡ cho con rất là nhiều. Và nhờ cái sự giúp đỡ của sư mà cái việc in hai tập sách đã được thành tựu rất là tốt, cũng như là cái việc mà nhóm chúng ta thực hành pháp thí đã được thực hành hết sức là tuyệt vời, vượt ra ngoài mà cái gì chúng ta có thể suy nghĩ được. Vì vậy mà cái đợt về này của nhóm chúng ta đó, có các chị cũng về rồi, anh Tâm Đức, chị Hương, chú Quang Pháp, cô Phi. Thì sách thì chúng ta đã in được tổng cộng là 72.000 quyển. Đĩa thì chúng ta in là 20.500 đĩa. Và đã đi cúng dường ở khá là nhiều nơi. Thì cái công việc này được hoàn thành tốt đẹp. Thì đây là con cũng xin là chân thành là thưa cái lời cảm ơn đối với tất cả các cô chú, các anh chị trong nhóm của mình đã rất là nhiệt tình hỗ trợ con trong cái việc pháp thí này. Nhờ sự nhiệt tình hỗ trợ của chúng ta mà con và tất cả nhóm chúng ta đã được làm một cái việc pháp thí, phải nói là ngoài sức tưởng tượng. Nó là 70.000+ tập sách đã được in ra, và trên 20.000 đĩa đã được in để cúng dường trong cái đại lễ Du Lan vừa rồi ở Gia Lai. Là chúng ta cúng dường ở đó là trên 11.000 sách trong hội thảo Đông Nam Á và Phật giáo thế giới và đại lễ của Hệ phái Khất Sĩ. Thì chúng ta cũng cúng dường ở đó là 12.000 sách. Đầu tháng 10 này sẽ có một cái đại lễ được gọi là Đại Giới Đàn ở tỉnh hội Phật giáo ở Đồng Nai. Vị đứng đầu là thầy Thích Nhật Quang, viện trưởng của Thiền viện Thường Chiếu. Thì chúng ta cúng dường trong cái Đại Giới Đàn này là 10.000 quyển. Và chúng ta cũng gửi cúng dường ở các cái hệ thống thiền viện ở Long Thành là 5.000 quyển. Và nhờ ni sư ở Huệ Chiếu đã gửi cúng dường cho các cái trường hạ là 1.000 quyển. Và chúng ta cúng dường ở trường trung cấp Phật học ở Thủ Đức là 4.000 quyển. Trung cấp ở Long Thành là 400 bộ, tức là 800 quyển. Và trước mặt chúng ta đây là hình ảnh mà chúng ta cúng dường ở Học viện Phật giáo Việt Nam.
tức là nơi đào tạo cử nhân về Phật giáo, là Đại học Phật giáo. Chúng ta đã gửi cúng dường đợt này là trên 800 bộ, và con đã gửi tiếp tục cho sư để cho các cái khóa 10, 11, 12 của khóa cử nhân ở Học viện Phật giáo là 4.000 quyển. Gửi cúng dường ở chùa của Thầy Thích Phước Tiến đang in đợt cuối cùng là 6.000 quyển. Cúng dường ở chùa Vũ Liên cho chư Tăng Ni ở đó trong cái khóa lấy trang cư kiết hạ cũng 400 quyển. Và còn một số nơi nhỏ nhỏ cũng như là để cho Phật tử, cho tiệm cơm chay, cho một số chùa để phát. Hiện tại thì con vẫn còn giữ bên nhà con vẫn là trên 1.000 bộ, tất nhiên là trên 2.000 quyển. Vì nếu mà chúng ta in một lượt mà in nhiều thì cái giá nó sẽ rẻ. Như là đợt đầu thì là con cho in là 12.000 bộ, tất nhiên là 24.000 quyển. Đợt sau này thì là con cho in là 23.000 bộ, tức là 46.000 quyển với lại 2.000 quyển cửa và bất tử. À, chúng ta còn cúng dường ở chùa Bằng Pháp 2.500 quyển cửa và bất tử và 500 quyển cho chư quý thầy ở đó. Rồi có gửi cúng ở thiền viện Phước Sơn là 2.000 quyển cửa và bất tử và khoảng 1.800 quyển tấm tắc ngũ uẩn, 1.000 đĩa kinh Nikaya và 1.000 đĩa bài giảng luân hồi là gì và cốt lõi đạo Phật. Thì con in 10.500 đĩa bị phân loại kinh Nikaya này để đi cúng dường, và có đi xuống với chùa của sư Giác Giới ở dưới Vĩnh Long để cúng dường ở dưới. Rồi cho in 10.000 đĩa về bài giảng luân hồi là gì mà con đã chia sẻ chùa Giác Ngộ, và bài cốt lõi đạo Phật ở bên Pháp này, hai bài này con kết hợp cho một đĩa để làm và để đi cúng dường. Thì tổng cộng như vậy là trên 20.000 đĩa. Thì quả thật khi về con cũng không nghĩ mình có thể làm được một công việc như vậy, nhóm mình là được cái duyên lành pháp thí lớn như vậy. Nhưng mà rồi những cái nhân duyên nó đã đến, mình không có mong, không có đợi. Thật sự con hoàn toàn cũng không mong, không đợi, không nghĩ cái gì. Mà rồi sau những cái duyên lành nó cứ đến, được sự hỗ trợ rất là nhiệt tình của các chị, các cô chú, các anh chị trong lớp của mình nữa, thành ra mới có thể làm được một cái công việc như vậy. Con xin chân thành cảm ơn tất cả các cô chú, các anh chị trong nhóm của mình đã hết lòng hỗ trợ con trong pháp thế này. Khi mà con đi đến Học viện Vạn Hạnh gặp sư Giác Hoàng thì cũng có các chị ở đây, có Thảo, Hương, cũng có duyên lành. Lúc đầu không có gặp được sư, sau thì gặp được sư. Thì sư xem cái chương trình phân loại thì sư nói câu là cô đã tìm đúng người, phải không? Sư rất là quan hỷ. Sau đó sư rất là quan hỷ để viết cho lời tựa của hai tập sách. Mà dù chỉ trong một ngày gửi sư thì sư cũng làm liền. Và tập sách của con thì sư rất là quý, sư muốn gửi cho chư Tăng Ni ở các cái trường Phật học để mà tìm hiểu, để mà tu tập. Nói chung là sư tạo cái duyên lành rất là nhiều cho mình. Và vì vậy con mới dừng ở đây và muốn chúng ta được chiêm ngưỡng sư, và cũng cảm ơn sư cho chúng ta có cái duyên lành tiến hành cái pháp thí này. Thì như vậy nghe qua cái lời nhạc là chúng ta thấy là không phải là xuất quân đến nay hết rồi ha. Thì thật ra con cũng không biết khúc nhạc này là nhạc gì, nhưng mà khi cái anh mà anh quay video anh làm á, rồi anh đưa thì mình thấy cái nhạc này là đó cũng gọi là soi nổi.
sôi nổi quá, nhưng mà nghe thì cũng thấy nó, nghe kỹ cái lời nhạc thì đúng là một cái khúc mà tiếng quân ca của Phật giáo. Thành ra thấy thấy cũng được, với lại nghe cái chỗ mà ảnh hết cái bài mà ảnh cắt á, thì nó cũng là nghe cái khúc để vào trong cái phần này. Thành ra người ta đã canh nhịp hết rồi, thành ra cũng không có kêu người ta đổi nhạc chi. Nhưng mà thật ra thì cái khúc nhạc này nó mang một cái âm hưởng của một cái khúc ca khải hoàn, khúc ca chiến thắng. Thật sự thì nó cũng hơi đúng cái một chút gì đó đó với lại cái tâm trạng của con. Khi xem cái này thì mình mới nghĩ ra thôi, chứ trước đó thì mình cũng không có nghĩ. Nghĩ là thật sự ra thì đến ngày giờ này mình hoàn tất được cái công trình phân loại mà đã gần 10 năm rồi, mà trước đây chưa bao giờ mình dám nghĩ là mình có thể sống cho đến cái ngày mình làm xong cái chương trình này, mà chỉ nghĩ là thôi tới đâu hay tới đó, không bao giờ nghĩ là có thể sống được tới cái ngày giờ mình hoàn tất nó. Nhưng mà thật không ngờ thì cũng đến ngày mình cũng hoàn tất được. Thì nghe khúc nhạc này cũng thấy vui vui, cũng như là một cái, nó cũng một chút gì đó, hầu như nó cũng thích hợp với lại cái tâm là mình cũng vui vì những cái công việc mình phải làm mà bây giờ nó đã được làm xong và cũng được đem đi cúng dường. Phải nói là cái sự cúng dường, cái sự phổ biến cái đĩa kinh này nó cũng ngoài cái sức tưởng tượng của con. Con cũng không nghĩ con có cái duyên lành có thể phổ biến cái đĩa này một cách là chính thống và rộng rãi đến cái độ như vậy, cũng không có thể nghĩ ra được. À, thành ra là khi cái duyên này nó đến thì đúng là không có mong chờ, nhưng mà rồi nó lại được như vậy.